Thời gian này ở Hà Nội đang là thời tiết chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè. Những ngày trước, Hà Nội đã như bước vào mùa hè với nhiệt độ cao, nắng chói chang, nhưng chỉ mấy ngày gần đây lại trở lạnh lại. Với Khả Ngân, mới đây khi chuẩn bị bay ra Hà Nội để đóng tiếp phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, cô đã rất bất ngờ khi nghe tin Hà Nội đang lạnh trở lại. Trong buổi họp báo ra mắt phim, Khả Ngân cũng chia sẻ về nhiều kỷ niệm trong lần thứ hai quay trở lại Hà Nội đóng phim sau 11 tháng 5 ngày. Cô có nhiều thời gian để đi ăn các món ăn đặc trưng của Hà Nội và cũng được biết đến cái lạnh của miền Bắc. Lần này, sức khỏe của Khả Ngân cũng tốt hơn so với lần trước. Cô đã tăng cân và đầy đặn hơn so với thời gian đóng 11 tháng 5 ngày. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.